chắc chắn là sẽ có sự va chạm cho mày, chắc chắn là sẽ có sự va chạm cho mày, sẽ có sự va chạm cho mày. Bán hội mờ, bán hội mờ để va chạm với bán hội tử thần. Và các bạn thấy một sự chuyển mình của bán hội mờ mới ngày hôm qua thôi, thì bán hội mờ đang gọi là chiêu mộ anh hùng, chiêu mộ nhân tài và kết nạp những gọi là chiến binh thép. Thì ngày hôm nay bán hội mờ đã có mặt tại chiến lộng với những pha tấn công cực kỳ oái ấm. Vâng, hầu như là bán hội mờ đã lấy được quả bom ở đây mà, đã lấy được quả bom. Vâng, ở đây hiện tại là sinh tử nữa đem. Và kèm đến là hoàng kim nữa. Vâng, hiện tại là hoàng kim đang gọi là kèm bán hội mờ vô chính giữa. Khá là căng thẳng nha các bạn. Hiện tại là rất là nhiều các bạn hội đang gọi là có mặt tại chiến lộng này. Kiếp này lừa gạt kiếp sau, lừa đảo này điên quá bạn. Vâng, và có thêm anh em xanh sữa nữa. Xanh sữa, xanh sữa này gọi là nếu mà trong gọi là giới mà đá gà thì xanh sữa này gọi là hay là đá luôn mà xả rồi lắm nè. Vâng, để coi thử một số anh em sẽ gọi là đang va chạm tại bãi này nữa anh em ơi. Trời ơi trời, sinh tử nữa kìa. Mờ kìa, trời quan kiếm đẩy xuống nữa kìa. Khá là căng thẳng nha các bạn, khá là căng thẳng nha. Tình hình đang căng thẳng lắm nha anh chị em, tình hình đang căng thẳng lắm nha quý vị. Kiếm mình lấy 45-50 rồi. Ờ, nghe nói kiếm bò lần này là hiện tại là đang cải lão hoàn đồng, đang uống đủ má ba gì thực phẩm chức năng cải lão hoàn đồng. Mặc dù anh ấy cỡ 55 nhưng mà tuổi tác đó 55 nhưng mà dáng dốc đồ còn trẻ lắm, cỡ ba mấy thôi. Kiếm bò, tại sao gọi là kiếm bò? Anh ấy có một trang trại bò các bạn. Cứ đưa các bạn gọi là hiện tại nhiều khi những miếng thịt bò của chúng ta đang ăn đều xuất xứ từ gọi là gia đình của kiếm bò. Vâng, một ngày anh ấy có thể giết đủ má hàng trăm hàng ngàn con bò mà các bạn biết rồi đó. Cho nên là khi mà anh ấy hô lên một tiếng thôi là các bạn thấy không, ngày hôm qua vô đây mới vừa vô chơi game, anh ấy chỉ gọi là một mình một ngựa chạy vòng trong game nếu một thằng ớt ơn. Nhưng mà khi anh ấy đưa dao mổ bò lên hiệu lệnh thiên hạ một cái là đủ má bao nhiêu thương lái buông đổ về nha quý vị. Đó, còn những anh em tử thần và những anh em hoàng kim và sức tử và sánh sữa thì cũng đều là những tay chơi, không phải kiện bò thì cũng phải là đủ má tứ heo, rất là nhiều các cầu thủ trong ngành gọi là giết mổ. Cho nên là khi mà bước lên chiến động này các anh em chém không hề nhát tay nha các bạn. Nếu các bạn đuổi lộn các bạn chém lộn các bạn nhắm mắt các bạn sợ xịt máu các bạn sợ không, nhưng riêng kiệm bò rồi đủ tứ heo đồ dính lợn đồ là mấy anh em này là chém nó mở mắt không á, ghê lắm, ghê quá hay luôn, hay da hay quá, hiện tại quá con. Với các bạn gọi là sinh tử hiện tại là gọi là có thể nói là ngư ông đắc lại nhiều nhất, mà có vẻ như hình như đoạn đường của sinh tử đi hầu như là đã chết khá là nhiều. Tiếp tục. Và anh em thấy hiện tại là hầu như là rất là nhiều các bạn hội đang gọi là dồn vô cái quả hai này. Nếu như bây giờ có xanh sữa nữa, hoàng kim đang xuống, vâng xanh sữa đang chặn ở gọi là La Tiêu Sơn, xanh sữa đang chặn ở La Tiêu Sơn các bạn nhớ đem, xanh sữa đang chặn ở La Tiêu Sơn thì ra khá là căng thẳng nha. Và các bạn thấy giờ sinh tử hiện tại là có thể nói là chơi giờ phút cuối sinh tử đang có mặt rất vui tại quả hai. Và bây giờ hầu như tất cả anh em đang gọi là tập trung lại để gọi là ổn định lại binh lính của mình.